quý anh chị đã đến với kênh Trang Nhà Phố. Hiện tại em Trang đang đứng tại giáo xứ Ba Làng phía sau lưng em đây ạ. Và hôm nay em làm video này đặc biệt ưu tiên dành cho quý anh chị, quý cô chú đang là người theo đạo Công giáo mà muốn về Nha Trang định cư và sinh sống. Bởi vì bản thân em Trang đây, khi mà đi lựa chọn những nơi để cho mình sinh sống, bản thân em cũng là một người cha con theo đạo Công giáo. Khi mà lựa chọn ngôi nhà để cho mình sinh sống thì cái tiêu chí, một trong những cái tiêu chí rất là quan trọng đối với em, đó là lựa chọn những cái ngôi nhà gần với lại nhà thờ, bởi vì mình là người con theo đạo Công giáo, sinh hoạt tại nhà thờ rất là nhiều. Và hôm nay em sẽ giới thiệu tới quý anh chị ngôi nhà thờ này sát cạnh với căn chung cư Senia Bay mà em cũng đã giới thiệu tới quý anh chị nhiều lần rồi ạ. Vâng, hiện tại đối với người Công giáo, tuần này đang là tuần thánh, là một tuần quan trọng nhất trong năm. Như quý anh chị đang nhìn thấy trên màn hình phía trước đây ạ, đây là những lá cờ biểu trưng cho tuần này đang là tuần Chúa Giêsu chịu khổ nạn và là một tuần quan trọng nhất của năm, được gọi là tuần thánh. Và quan trọng nhất là có 3 ngày, hôm nay 3 ngày Chúa Giêsu chịu khổ nạn, chịu chết, sau đó là ngày phục sinh là vào Chúa Nhật. Và khi là một người Công giáo thì hàng ngày chúng ta lựa chọn những cái ngôi nhà ở gần nhà thờ để chúng ta hàng ngày là đến cầu nguyện. Và cuối tuần, ngày Chúa Nhật hàng tuần là một trong những ngày rất là quan trọng đối với người Công giáo. Chúng ta sẽ đều phải đến nhà thờ để dù trong một tuần đấy có bận rộn công việc như thế nào chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ cố gắng bớt một chút thời gian để có thể đến vào ngày Chúa Nhật khoảng một tiếng đồng hồ để tham dự thánh lễ, để về gặp gỡ với Chúa. Và bây giờ thì em xin mời quý anh chị, quý cô chú cùng theo chân em đi tham quan ngôi thánh đường nơi đây, là một ngôi thánh đường rất là đẹp luôn ạ. Em xin mời quý anh chị cùng theo chân em để xem chi tiết nhé. Vì em đến giờ này chưa có lễ nên là cửa nhà thờ vẫn còn đóng, chỉ mở cửa phụ thôi ạ. Vậy bây giờ nên em xin mời quý anh chị cùng ghé thăm đài Đức Mẹ trước nhé. Đây là đài Đức Mẹ. Được thiết kế rất là gần gũi với thiên nhiên, rất là nhiều các cây cảnh trang trí, vô cùng là tuyệt vời luôn ạ. Quá đẹp luôn. Tiếp theo em xin mời quý anh chị cùng đi vào bên trong. Vì bây giờ là chưa có lễ đấy ạ, nên là nhà thờ vẫn còn tối đèn. Lát nữa em sẽ ở lại thêm một thời gian để đến giờ lễ để em quay cảnh lễ cho quý anh chị có thể được xem ạ. Quý anh chị sẽ cảm nhận được hết cái vẻ đẹp của ngôi thánh đường này, vô cùng là tuyệt vời luôn ạ. Và bây giờ là đã đến xế chiều ạ. Mọi người đang chuẩn bị, đang đổ dồn về ngôi thánh đường này để tham dự thánh lễ và diễn ra vào lúc 6 giờ 15 phút buổi chiều ạ. Ngôi thánh đường này ở một vị trí cũng rất là tuyệt vời ạ. Đối diện là biển luôn nha quý anh chị. Là nằm ở trung tâm giữa các cái tòa nhà, căn hộ cao cấp và các gọi là dịch vụ khách sạn tiện ích luôn ạ. Vị trí tuyệt vời, thiết kế cũng rất là tuyệt vời luôn ạ. Vâng, quý anh chị và các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình. Và vừa rồi là tiếng chuông điểm lúc 6 giờ. Tiếng chuông báo hiệu là còn sắp sửa tới thánh lễ và mọi người hãy về đây để chuẩn bị tham dự thánh lễ đó. Với người Công giáo thì là tiếng chuông này rất là quen thuộc và gần gũi ạ.
vị trí tuyệt vời và thiết kế cảnh quan, bố trí. Và từ tượng đài Đức Mẹ cho đến vị trí của nhà thờ được bố trí và sắp xếp vô cùng là đẹp luôn quý anh chị ạ. Ngôi thánh đường khi mà lên đèn về buổi tối vô cùng là nguy nga tráng lệ. Và mọi người đang tập trung về nơi đây để gặp gỡ với Chúa, để dâng những tâm sự, tâm tư trong một ngày làm việc vất vả, gửi gắm những tâm tư cho Chúa và cầu mong cho cuộc sống hạnh phúc và bình an hơn ạ. Và đây là bên trong ngôi thánh đường buổi tối khi mà đã được lên đèn ánh sáng lên. Rất là cao, rộng, thoáng, rất là khang trang. Và với lối thiết kế kiến trúc rất là đơn giản mà hài hòa, vô cùng là tuyệt vời luôn ạ. Và thánh lễ buổi tối ngày hôm nay đã kết thúc bằng những lời ca vang lên vô cùng là tuyệt vời luôn quý anh chị ạ. Bản thân em là một người công giáo, em rất là thích nghe những bài thánh ca như thế này luôn á. Rất là hay, rất là ý nghĩa. Của Chúa đã nhận được những sự bình an trong tâm hồn khi trở về gặp gỡ với Chúa, và bây giờ họ đã bình an hơn để bước ra cuộc sống và để trở về với ngôi nhà nhỏ của mình để tiếp tục những sinh hoạt trong cuộc sống thường ngày. Video của em hôm nay xin dừng lại tại đây ạ. Em xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi hết video của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.